được gặp lại quý vị. Chào mừng mọi người quay lại kênh Ms Ngọc Lan. Trong video ngày hôm nay, Ngọc sẽ dẫn mọi người đi cập nhật hạ tầng khu Phúc An City giai đoạn 3 và những cái căn đang mở bán ở đây. Từ cái phần cổng mình đi vào là mình sẽ nhìn thấy ngay một dãy nhà đã xây xong. Dãy nhà này là dãy H6 nha quý anh chị. H6 bây giờ là một trong những cái căn mà đang mở bán của dự án Phúc An City trong 35 căn mà Ngọc mới update lên á. Thì ở đây quý vị sẽ nhìn thấy cái mẫu nhà sau khi xây xong nè, đã làm hàng rào, làm cổng, thì nó sẽ trông như thế nào ha. Những căn này sẽ có cái mặt diện tích là 5 x 15, 75 m². Rồi qua đây nè quý vị ơi, qua đây thì mình sẽ có một cái lốc gọi là lốc G1 nhé. G1 thì này nó sẽ có nằm trên hai mặt đường. Mặt đường thứ nhất là đường 15 m chạy thẳng về đường kênh Tây, và mặt đường thứ hai quẹo tay phải là mình sẽ đi về giai đoạn 1 đường 25 m. Và trong này sẽ có các căn là G1 số 1 và G1 số 50, hai căn góc rất là lớn, 10 x 15 và 10 x 17, chung mẫu với cái lốc bên H6 nha quý anh chị. Thì quý vị có thể lựa chọn bất cứ một cái vị trí nào phù hợp với nhu cầu kinh doanh của mình. Bây giờ thì bên lốc G này á, là hạ tầng đã làm xong rồi, đã đóng cái cửa xuống ha, và đang làm cái phần cổng phía trước mặt. Thì có dịp Ngọc sẽ quay rõ hơn về cái căn nhà ở đó cho mọi người tiện theo dõi. Rồi qua đây nè mọi người, qua đây là đường 25 m bên lốc nhà mẫu nè, bên lốc H6 và lốc F8. Những căn này sẽ có diện tích là 5 x 17, 85 m². Bây giờ hạ tầng cũng gần như là xong rồi ha, đã làm cổng, làm hàng rào các thứ rồi, chỉ có thiếu lắp cửa và làm cái phần cái mái phía trên nữa là xong rồi. Rồi giờ Ngọc sẽ dẫn mọi người đi qua tiếp các dãy khác trong cái dự án này nha. Hôm nay Ngọc xuống đây thì trời tối lắm mọi người, giống như là nó muốn mưa á, mây đen giăng mịt mịt luôn. Đây nè mọi người, ở đây là lốc F8 này, nguyên cái mặt F8 bây giờ làm hạ tầng gần như là được 80% rồi, và cái con đường hôm nay đi cũng dễ hơn rất là nhiều. Và theo Ngọc thấy á, là những cái căn nhà đây chắc chỉ khoảng là 3 tháng nữa là quý vị có thể nhận nhà rồi. Đây là mặt trước lốc F8 này, diện tích 5 x 17 ha, 85 m². Cái mặt này á, thì bây giờ là đang trong cái quá trình mà lắp lan can với lắp cái phần cổng và làm cái cửa nữa là xong. Rồi mọi người ơi, qua đây là các lốc G nè, thì Ngọc sẽ giới thiệu một chút ha. Bên tay trái của Ngọc đây, trước mặt Ngọc là lốc G2 và lốc G1, bây giờ cũng đã làm xong rồi nè, đang sơn ha. Đây là lốc G2 và phía dưới này là G1, G1 bây giờ cũng đang sơn nè. Thì xíu nữa Ngọc sẽ dẫn mọi người xuống đó để theo dõi tiện hơn. Qua bên đây là lốc F5 và lốc F8, lốc F6. Cái con đường ở trước mặt Ngọc á, là bây giờ cũng đang trong quá trình là trải đá rồi. Và con đường này thì nó sẽ chạy thẳng về bên khu chung cư Phúc An City giai đoạn 1 nha. Giờ Ngọc sẽ dẫn mọi người vô bên trong coi tiếp các lốc phía bên trong. Bây giờ đường giờ đang làm nè mọi người. Nếu mà đường này làm rồi chạy nhựa thì khoảng là thêm 1 tháng nữa là bắt đầu con đường nó sẽ hoàn thành xong ha. Trong này là lốc F6 nè mọi người, F6, F5, F6 nha. Mặt trong của lốc F8 nha quý vị, mặt trong lốc F8 bây giờ là đã sơn xong và đang trong quá trình là lắp lan can. Thì quý vị cũng nhìn thấy là có mấy anh đang lắp lan can ở phía trên này nè mọi người. Thì ở đây có một số anh chị mua cái nhà kiểu là thông mặt đằng trước với mặt đằng sau để thông thành một căn lớn gì đó. Rồi qua đây nè, qua đây có một lốc là lốc F7 nha. Lốc F7 này sẽ có diện tích một số là 5 x 15, một số 5 x 20. Và ở đây cũng có một cái căn góc lớn đang còn. Đây nè quý vị, căn góc này là căn góc F7 số 10 nha. Diện tích của nó là 10 x 15, cũng khá là lớn, 9 x 15. Rồi phía trong là những căn 5 x 20 nha quý anh chị. Và cái mặt đằng sau lưng nó sẽ đối lưng cái phần công viên. Và con đường phía trước mặt của dãy này là bây giờ đang làm đường nè, bây giờ đang chạy đá lên. Ok mọi người, bây giờ Ngọc sẽ dẫn mọi người ra tiếp những cái lốc phía đằng ngoài. Về hạ tầng thì mọi người cũng nhìn thấy xung quanh á, là bây giờ con đường phía trước họ đã làm sẵn là đường này sẽ là đường 12 m, mỗi bên vỉa hè là 3 m, phần lòng đường 6 m nha. Và phần vỉa hè nó sẽ cao hơn một chút. Như cái dãy này là quý vị nhìn thấy là về hạ tầng giờ làm rất là nhanh rồi. Thì chỉ khoảng là 1 tháng sau khi Ngọc cập nhật cái hạ tầng của tháng 10 á, là chắc chắn nó sẽ thay đổi rất là nhiều. Và ở đây á, là cái điện, hệ thống điện ở đây là họ đã chôn sẵn dây cho quý vị rồi. Và chỉ đợi là mình lắp vô trong những cái phần mà tủ điện phía trước nhà mà thôi. Cho nên sau này mọi người sẽ thấy là đường xá làm rất là đồng bộ ha. Nhà cửa làm xong hết, lắp cửa, lắp lan can, làm cổng rào, làm xong con đường là sẽ bàn giao tới quý khách hàng. Rồi giờ Ngọc sẽ dẫn mọi người xuống tiếp bên lốc G1 và G2 để mình theo dõi nhé. G1, G2 đợt này cũng đang bán nha. Quý anh chị nào mà quan tâm cái mặt phía bên dưới này thì mình cùng theo dõi. Và con đường Ngọc đang đi á, nó sẽ chạy thẳng về đường Kênh Tây như quý vị. Quý vị nhìn thấy cái phần mà cột điện á, thì đường cột điện nó sẽ chạy dọc theo đường Kênh Tây. Và cái con đường này nó sẽ đâm ra đường Kênh Tây luôn. Đây là lốc G1 nè. G1 thì đợt vừa rồi những anh chị nào mà mới mua đây á, thì mọi người cũng theo dõi cái hạ tầng giúp Ngọc. G1, G2 bây giờ là đã sơn nè. Thì giờ có dàn giáo dựng lên rất là nhiều, đang trong quá trình sơn lại những căn nhà ở đây. Khoảng 3 tháng trước thì những căn nhà này vẫn còn đang nhà gạch đó mọi người. Giờ tiến độ rất là nhanh. Rồi ha, về hạ tầng thì chỗ này không có gì để nói hết nè. Phía dưới cái đường họ đã trải ra làm đường nè, hai bên vỉa hè cũng đã san đất qua hai bên, xây cái tủ điện nè, lắp những cái phần ống dây điện ở đây là đầy đủ hết rồi. Làm cống và làm thoát nước đầy đủ nha. Ok mọi người, hôm nay là Ngọc đang đi và giờ là trời chuẩn bị mưa luôn rồi á, thì Ngọc sẽ tranh thủ là Ngọc dẫn mọi người đi qua một chút. Qua đây là lốc F5 nè. Lốc F5 thì cũng là 5 x cho 15, 75 m2 ha quý anh chị. F5 G1 G2 là 5 x cho 15 75 m2 nha. Rồi giờ mình sẽ cùng nhau coi lại hạ tầng của dự án này một lần nữa và chào tạm biệt mọi người. Đây là mặt tiền của lốc F8 thì hiện tại là đã làm xong nè. Giờ chỉ có hoàn thiện về cái phần cổng rào nữa là có thể bàn giao cho quý khách hàng rồi. Ok, bây giờ là trời đã mưa lắm rồi, và nếu quý vị quan tâm về dự án này thì gọi ngay qua số hotline 0908 411 055 Ms Ngọc Lan nha. Thì Ngọc có rất là nhiều cái thông tin có thể chia sẻ tới quý vị và tư vấn cho quý vị về phương thức thanh toán, về giá bán, về những vị trí, những kênh đang còn ở đây. Và hiện tại đây là cái đợt cuối cùng của Phúc An City, bây giờ không còn xây nữa thì quý vị cứ nếu cảm thấy thích thì mua ngay bây giờ, đừng có chần chừ, tại qua năm chắc chắn là giá cao hơn ha. Rồi Ngọc đang ra tới đây là ra tới cổng rồi. Đây là lốc H6 nè mọi người. H6 thì vẫn còn nha. Quý anh chị nào quan tâm thì cứ liên hệ với Ngọc. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng Ms Ngọc Lan. Chúc quý vị một ngày thật là tốt lành nhé.